đăng ký thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Nanocovax tại Học viện Quân y. Có những đơn vị đăng ký tiêm cho cả công ty, số lượng khoảng 300 người. Trong giai đoạn 3 này, vaccine Nanocovax sẽ được tiêm thử nghiệm trên 13.000. Thử nghiệm tại Học viện Quân y Hà Nội và tại tỉnh Hưng Yên. Khu vực phía Nam do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, dự kiến tiêm tại hai tỉnh là Long An và Tiền Giang. Liều tối ưu được lựa chọn tiêm thử nghiệm trong giai đoạn 3 là 25 microgram. Điều đặc biệt, việc tiêm thử nghiệm lần này không khống chế độ tuổi tối đa. Vaccine Nanocovax sẽ tiêm thử nghiệm cho những tình nguyện viên cả có bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh trong giai đoạn ổn định, không tiêm khi đang trong giai đoạn cấp tính để đánh giá kết quả về cơ sở để tiêm đại trà sau khi. Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng tập thể đội tuyển bóng đá Nam Quốc gia Việt Nam, ban huấn luyện và cá nhân huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính có đoạn viết: "Kết quả này là thành quả của quá trình nỗ lực trong tập luyện, quyết tâm trong thi đấu của cả đội tuyển dưới sự chỉ đạo trực tiếp của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới. Các trận đấu tiếp theo còn nhiều khó khăn, thách thức. Người hâm mộ cũng như là nhân dân cả nước mong muốn đội tuyển không chủ quan, say sưa về chiến thắng, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, phát huy thành tích đã đạt được và niềm tin chiến thắng vì màu cờ sắc áo của quốc gia, dân tộc, quyết tâm thi đấu đạt kết quả cao nhất, đáp lại niềm tin và tình yêu của đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Chúc toàn thể đội tuyển mạnh khỏe, thành công và chiến thắng." Vâng, có thể nói đêm qua, người hâm mộ Việt Nam mới một lần nữa được trải nghiệm không khí hân hoan khi tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia. Người hâm mộ tin tưởng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở hai trận đấu còn lại để có lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng loại thứ 3 tại một kỳ World Cup. Tân Phú hiện đang diễn tiến tổn thương phổi nặng, được xem xét chỉ định đặt ECMO vào sáng nay. Từ 12 giờ trưa nay, Quảng Ninh mở lại dịch vụ du lịch trong trạng thái bình thường mới. Các khu du lịch, di tích, hệ thống điều hòa đảm bảo môi trường làm việc thông thoáng cho lao động. Đó là phần du khách nội tỉnh. Các bạn, các bạn nghe bản tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Đài. Trong bài phát biểu tại phiên toàn thể diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg 2021, Tổng thống theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Bộ Tài chính, huyện Thái Bình là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư. Khi nhận được quyết định giao vốn năm nay, tỉnh Thái Bình đã khẩn trương phân bổ nguồn vốn cho các dự án, là cơ quan thực hiện kiểm soát thanh toán các nguồn vốn. Kho bạc nhà nước Thái Bình cũng tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị kho bạc nhà nước trực thuộc phối hợp với cơ quan tài chính kịp thời nhập nguồn vốn vào hệ thống.